thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2021, huyện Định Hóa tiếp tục dành nhiều nguồn lực đầu tư hạ tầng cho các xã đăng ký về đích nông thôn mới. Cùng với đó, các xã này đang tích cực vận động người dân hiến đất, góp vốn đối ứng, triển khai thực hiện xây dựng cơ sở hạ tầng theo kế hoạch đã đề ra. Dự án xây dựng nâng cấp tuyến đường giao thông liên xóm từ xóm Bản Lác, khu vực đèo Bòn thuộc xã Kim Phượng có chiều dài trên 1 km với kinh phí từ nguồn hỗ trợ chương trình xây dựng nông thôn mới đang được triển khai thực hiện. Trước đây, đường đi chật hẹp, thường xuyên lầy lội vào mùa mưa, cho nên việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. Với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án đã đồng thuận cao, tự nguyện hiến đất để làm đường giao thông, phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Từ khi được mở con đường đi qua đây, đường bê tông đi qua đây thì người dân ở đây rất là vui mừng và cảm ơn Đảng nhà nước đã tạo điều kiện cho dân chúng tôi ở đây để có con đường đi lại thuận tiện hơn và làm ăn phát triển kinh tế dễ hơn ạ. Là xã sáp nhập vào năm 2020 và đăng ký về đích nông thôn mới năm 2021, xã Kim Phượng đang tích cực đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân hiến đất, giải phóng mặt bằng và đóng góp kinh phí đối ứng để xây dựng đường giao thông liên thôn, kênh mương, nhà văn hóa. Trong năm 2021, xã Kim Phượng xây dựng được 5 tuyến đường liên xóm, nâng số đường toàn xã được bê tông hóa trên 40 km. Cùng với đó, xã đã nâng cấp nhiều đoạn kênh mương phục vụ sản xuất, làm mới nhiều đoạn đường bê tông nội đồng. Năm ngoái chúng tôi cũng làm 2 tuyến đường khó nhất trong xóm, tức là cái tuyến đường nội đồng dài 400m và một cái tuyến đường vào hơn 200m chỉ có 3 hộ dân. Nhưng mà vì cái công tác vận động, chúng tôi vẫn vận động được nhân dân đóng góp 100% để ủng hộ 2 cái tuyến đường này. Có một tuyến đường 400m nó ngoằn nghèo qua cánh đồng. Nhưng mà chúng tôi vận động không một hộ nào phản đối cả, đóng hết. Và năm nay cũng thế, năm nay thì 2 công trình lớn nhất của xóm là cái nhà văn hóa và cái tiền mua đất làm nhà văn hóa cũng như làm cái đại cái tuyến gần 700m đường thì được bà con nhân dân hưởng ứng, phải nói là rất là tuyệt vời. Đối với giao thông xã Kim Phượng thì năm 2021 thì xã cũng đã lên kế hoạch, nhất là vận động nhân dân hiến hơn 7.000 m² đất, trong đó đất ruộng, đất rừng, đất vườn tạp để làm đường giao thông nội thôn, rồi đường liên xóm. Ngoài cái việc mà cái tiêu chí giao thông vận động nhân dân đóng góp đối ứng để xây dựng giao thông ra thì còn xây dựng các cái công trình nhà văn hóa các cái xóm. Do vậy là cái việc đóng góp thì cũng có nhiều xóm là năm nay phải huy động cái nguồn lực đóng góp của nhân dân rất là lớn. Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2021, huyện đã phân bổ trên 17.000 tấn xi măng cho các xã và các chủ đầu tư để thực hiện nâng cấp, làm mới trên 5 km đường giao thông liên xã, 35 km đường giao thông liên xóm, 4 km kênh mương nội đồng, xây dựng 2 cây cầu, sửa chữa 13 nhà văn hóa xóm và làm mới 14 nhà văn hóa xóm. Tính đến nay, toàn huyện đã xây dựng được trên 400 km đường giao thông liên xã, trên 600 km giao thông liên xóm và nhiều tuyến nội đồng liên gia được hoàn thành. Thì Mặt trận Tổ quốc các xã cùng các ban ngành đoàn thể của các xã thì cũng đã hết sức là phối hợp vào cuộc để cùng vận động người dân hiến đất và góp cái công sức để thực hiện xây dựng các cái công trình giao thông nông thôn trên địa bàn. Chính vì vậy thì cái công tác xây dựng các cái công trình giao thông trên địa bàn trong thời gian qua đã triển khai rất là thuận lợi. Đối với các cái công trình giao thông nông thôn thì bên cạnh cái việc là tạo cái cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp, thay đổi cái bộ mặt nông thôn thì có một cái ý nghĩa hết sức là quan trọng trong cái việc phát triển cái kinh tế xã hội của địa phương, của các xã nói chung và huyện Định Hóa nói riêng. Chính vì vậy thì các cái xã cũng đã hết sức tập trung vào cái công tác lãnh đạo chỉ đạo, vừa vận động người dân hiến đất, hiến công sức và tận dụng các cái nguồn hỗ trợ của tỉnh như các cái nguồn hỗ trợ về xi măng để tuyên truyền và vận động người dân để thực hiện làm các cái tuyến đường để phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đến hết năm 2021, toàn huyện đã có 8 xã về đích nông thôn mới, 3 xã đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tuy nhiên, trong công tác xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới, huyện chỉ mới đạt 2 trên 9 tiêu chí. Trong thời gian tới, huyện đã xây dựng kế hoạch lộ trình về đích nông thôn mới cho từng năm, lựa chọn xây dựng các công trình phù hợp với các tiêu chí về chuẩn nông thôn mới, có những đề nghị với trung ương và tỉnh hỗ trợ xây dựng hạ tầng,
nhất là vấn đề xây dựng phát triển các mô hình sản xuất kinh doanh có hiệu quả, nâng cao mức thu nhập bình quân trên người, giảm tỷ lệ hộ nghèo, góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương bền vững.